Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui mừng lại được quay trở lại với quý vị và các bạn trong clip của ngày hôm nay. Một clip test sản phẩm gửi những vị khách hàng ở xa. Ngày hôm nay ngày 24 tháng 3 năm 2019. Cửa hàng âm thanh Hạnh xin test chiếc đầu Piller T06 để gửi cho một vị khách hàng có địa chỉ tại thành phố Lào Cai. Vâng, trong clip này cửa hàng đang phối ghép cùng với một cặp loa HBM100 phiên bản 200W và một chiếc âm ly Neumann 309X và một chiếc đầu Piller T06. Chiếc đầu Piller T06 có giá dưới 9 triệu và một chiếc âm ly Neumann 309X có giá trên 30. Một cặp loa HBM100 phiên bản 200W có giá dưới 27 triệu nhập xuất sắc. Vâng, chiếc đầu Piller T06 của ngày hôm nay, âm thanh Hạnh xin test gửi anh Bùi Đức Khánh. Anh có địa chỉ là số nhà 072 đường An Dương Vương, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai. Vâng, cửa hàng cảm ơn anh Khánh rất nhiều. Anh cũng đã luôn tin tưởng và ủng hộ cửa hàng Hạnh những sản phẩm mà anh yêu thích. Vâng, trước khi gửi hàng thì cửa hàng xin quay chi tiết và test một bản nhạc. Đây là vẻ đẹp của chiếc đầu Piller T06. Và đặc biệt chiếc đầu này thì vâng, được thiết kế là chạy vâng, chạy đĩa ngược này. Vâng, và qua màn hình ống kính quý vị và các bạn đang nhìn thấy đây, một chiếc đĩa mà cửa hàng đang cầm trên tay này, rất là xước. Vâng, nhận luôn và cũng chạy ngay. Và tiếp theo đây là chiếc đĩa thứ hai, cũng rất là xước. Cũng chạy luôn. Cửa hàng xin mời những vị khách hàng đang theo dõi kênh của âm thanh Đức Hạnh cùng vào thẩm âm. Ta tiễn em về đi với người, về nơi ấy mai này còn nhớ ta không? Em bước đi, ta ngồi cùng với gió trăng. Trong gió mưa xa, mắt em dâu ngân lệ rơi. Khi bóng em về xa cuối trời, gửi theo cơn gió mưa về xóa chiếc hôn xưa. Ta suốt đêm ngơ dại giống rũi lang thang, vùi thân ra rét tìm em trong giấc mộng. Dẫu trong giá buốt là tim em
ngọn lửa. Dẫu trong thân tôi là chất ngất mỏi mòn, về đâu em ơi, dù biết cách xa là đớn đau, và xin em nhớ rằng có ta luôn đợi mong. Và xin em nhớ nửa trái tim ta còn yêu người. Quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.